Hôm nay Wesley Prop sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để mà sử dụng sơn acrylic, là một cái loại sơn mà nó được sử dụng rất là nhiều trong mọi cái lĩnh vực luôn, ví dụ như vẽ tranh cũng được, hoặc là tô màu lên sản phẩm, hoặc là thậm chí là sơn cho những cái đạo cụ của chúng mình luôn. Thì màu acrylic là gì? Acrylic là methacrylate. Nó là một cái loại nhựa dẻo, nó có cái tính chất chịu nhiệt rất là tốt và cái màu của nó rất là bền. Sơn á, thì nó có rất là nhiều loại sơn xịt, sơn xe, sơn này kia tự lum tà la hết trơn á, nhưng mà nó sẽ phân ra làm hai loại chính nếu như mà các bạn để ý ha. Thì hai loại chính đó nó chính là sơn gốc dầu và sơn gốc nước. Thì sơn gốc dầu là sao? Sơn gốc dầu có nghĩa là các bạn thường á, cái chất xúc tác của nó sẽ là pha với lại xăng hoặc là dầu. Còn sơn gốc nước á, thì nó sẽ pha với nước để mà nó có thể làm loãng cái chất đó ra và mình mới có thể sử dụng nó được. Chứ thường á, sơn bình thường các bạn không sử dụng nó một cái cách trực tiếp được ha. Không có phải là chỉ là lấy cọ quẹt lên cái rồi bôi lên là nó đã xong rồi. Nó phức tạp hơn một chút xíu. Thì cái sơn acrylic này nó rất là hay, nó có cái độ bám cực kỳ tốt và cái độ bền, cái tuổi thọ của màu của nó cũng rất là tối ưu luôn. Cho nên là một khi mà các bạn biết cái cách sơn mà nó đúng á, thì lên sản phẩm nó rất là đẹp. Nó có thể sử dụng trên rất là nhiều cái loại bề mặt và nhiều loại chất liệu khác nhau. Thì acrylic á, là một loại sơn gốc nước, có nghĩa là sao? Có nghĩa các bạn chỉ cần pha với nước thì các bạn có thể sử dụng nó. Nhưng mà không có nghĩa là các bạn chỉ cần đổ nước vô là các bạn pha được. Các bạn phải biết đúng cái liều lượng, các bạn phải chọn được cái loại cọ mà nó thích hợp để mà sơn cái màu acrylic như thế nào, để mà nó có thể cho nên một cái mặt phẳng nó đẹp nhất trên cái món đồ mà các bạn muốn làm. Tuy nhiên là dĩ nhiên là không có cái loại sơn nào mà nó hoàn hảo hết trơn á. Mỗi loại sơn nó sẽ có một cái cách sử dụng riêng khác nhau và nó sẽ có cái điểm mạnh và điểm yếu. Sơn acrylic á, nó có cái ưu điểm á, là nếu như mà thực sự là biết cái cách pha và biết cái cách sử dụng nó như thế nào, biết cái cách để mà cho nó khô nhanh như thế nào á, thì khi mà sơn lên cái bề mặt phẳng nó sẽ rất là đẹp, nó sẽ rất là phẳng feel và nó sẽ rất là bóng. Nhưng mà bù lại á, nếu như mà các bạn không biết pha liều lượng cho đúng á, và không biết chọn cái loại cọ đó, thì nó sẽ để lại những cái đường vân cọ sau khi mà khô. Và những cái đường vân cọ đó thì thiệt sự là nói là nó sẽ rất là xấu, nó sẽ làm cho cái bề mặt của cái món đồ của các bạn hay là cái bức tranh các bạn vẽ nó gồ ghề lên á. Thì khi mà sử dụng sơn acrylic á, mình thường sẽ sử dụng cái sơn 3D này. Thì cái 3D này chắc là cái nhãn hiệu của nó thôi, hoặc là cái gì đó mình không biết. Nhưng mà bởi vì cái phần còn lại là chữ Trung Quốc mình không có rõ lắm. Nhưng mà loại sơn này nó rất là rẻ ha, bởi vì nó của Trung Quốc sản xuất á. Và nó được bán ở rất là nhiều những cái tiệm họa cụ hoặc là những cái nhà sách chẳng hạn. Thì khi mà các bạn sơn acrylic á, để mà có cái tỷ lệ cân đối hài hòa nhất giữa nước và sơn á, thì cái tỷ lệ đẹp nhất sẽ là một sơn là sẽ tương xứng với lại 2 cho đến 3 nước. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái thể tích của nước á, nó sẽ nhiều gấp 2, gấp 3 lần cái lượng sơn. Và các bạn có thể dùng cọ đó, bạn lấy một mẫu acrylic ra để mà các bạn quét lên cái bảng màu của các bạn một lượng như vậy thôi. Sau đó là các bạn sẽ lấy cái cọ đó luôn, nhúng một chút xíu nước và bắt đầu là hòa tan cái acrylic ra từ từ. Sau đó là cái lượng nước như vậy nó vẫn chưa đủ thì các bạn lại phải pha thêm nữa, cho đến khi nào mà các bạn cảm thấy được rằng á là cái lượng nước á, nó đã bằng từ 2 cho đến 3 lần cái thể tích của sơn á, thì coi như lúc đó đó là cái màu acrylic của bạn nó đã sẵn sàng để được sơn lên rồi. Sơn acrylic á, thật sự đó, nếu như mà pha với đầy đủ lượng nước á, có nghĩa là sao? Có nghĩa là một cái hũ sơn này mà pha với lượng nước các bạn có thể xài nó là gấp 2 tới gấp 3 lần một cái hũ nhỏ như thế này lận. Cho nên là mỗi khi xài sơn acrylic á, nên tiết kiệm chút xíu, thấy cái lượng mình cần đủ xài á, thì vét ra và sau đó là nhân lên thêm 2-3 lần với lượng nước nữa, thì các bạn mới có được cái khối lượng chính xác của cái lượng sơn mà các bạn muốn xài lên một cái bề mặt nào đó. Và khi xài á, cái hũ sơn á, các bạn nhớ đóng kín hũ sơn lại, nếu không thôi là cái lượng sơn nó sẽ khô dần dần theo thời gian á, là coi như là sẽ không xài được nữa luôn. Và về cái chuyện pha tỷ lệ hài hòa giữa nước và sơn là một chuyện nha, nhưng mà còn một cái mà nó cũng là yếu tố quyết định để mà coi là cái bề mặt sơn acrylic đó của các bạn nó có đẹp hay không nữa, đó chính là cái yếu tố các bạn chọn cây cọ. Thì cọ đó nó sẽ có rất là nhiều loại cọ, thì mình sẽ phân ra hai cái mảng khác nhau. Thứ nhất là mình nói về kích thước á, thì nó có rất là nhiều kích thước, cọ đi nét, cọ đi mảng và cọ đa dụng. Nó còn nhiều cái kích thước khác nhau nữa, nhưng mà Wesley Props thường chỉ sử dụng ba loại này thôi.
cọ đi nét để mà tô những cái nét mà nó đi giống như là thư pháp gì đó, nó đi cực kỳ nhỏ mà nó cực kỳ chi tiết, và cái này đòi hỏi cái sự khéo léo cực kỳ đặc biệt luôn ha. Và loại cọ thứ hai á là loại cọ đa dụng, có nghĩa là sao, các bạn vừa có thể tô mảng được nhưng mà các bạn vừa có thể đi nét được luôn, cho nên là hả cái cọ này là cái cọ mà các bạn có thể sử dụng nhiều nhất và hả nó tiện nhất cho các bạn. Và cọ thứ ba là cái cọ đi mảng, thì cái cọ này nó ít sử dụng nhất nhưng mà không phải là nó không quan trọng nha các bạn, bởi vì có một số cái đồ mà nó lớn, cái đồ props mà nó lớn, các bạn sẽ đòi hỏi có cái cọ lớn hơn để mà nó tô nó đỡ mất thời gian hơn, chứ các bạn đâu thể nào lấy một cái cọ nhỏ xíu để mà tô nguyên một cái mảng mà nó lớn quá trời quá đất như vậy được, đúng không? Còn bây giờ mình sẽ nói về cái loại chất liệu của cọ, cái cọ đó nó tốt hay không á, nó sẽ dựa vào cái lông của nó. Thì cái lông của nó có thể là được làm bằng ni lông, nó được làm bằng lông thú. Thì cái cọ ni lông á, cái giá của nó được cái rất là rẻ nhưng mà cái độ bền của nó không có tốt. Các bạn xài đâu chừng vài tháng thôi á, thì bởi vì nó là ni lông mà nó là nhựa, cho nên là thời tiết nóng quá hay là thời tiết lạnh quá hay này kia, hoặc là bảo quản nó không kỹ á, thì cây cọ nó sẽ dễ bị biến dạng. Mà một khi ni lông á, cái nhựa nó bị biến dạng á, các bạn sẽ không bao giờ sửa được nữa, là chỉ có nước là dục cây cọ đi thôi. Còn loại cọ thứ hai á mà hả tốt hơn á, đó chính là cọ lông thú. Thì cọ lông thú còn có nhiều loại lông của nhiều con thú khác nhau nữa, ví dụ như mình có thỏ cọ, lông thỏ, cọ lông heo, cọ lông chồn đó, những cái loại cọ mà nó sử dụng nhiều nhất là như vậy. Thì loại cọ mà mình ưa dùng nhất đó chính là loại cọ lông chồn, là bởi vì cái độ cứng của nó vừa đủ để mà hả nó có thể pha được cái màu acrylic, mà cái độ mềm mại, cái độ mịn của nó đó cũng vừa đủ để mà có thể cho một cái đường quét lên thì nó làm cho cái mặt sơn đó nó thẳng băng một đường cực kỳ đẹp, cực kỳ bóng luôn. Thì cái quy trình á để mà sơn hoàn thiện nó sẽ như sau. Các bạn sẽ lấy một lượng sơn vừa đủ, các bạn pha với cái lượng nước tương thích, đó là từ 2 cho đến 3 nước so với lại một sơn. Sau đó là các bạn hòa tan nó đến khi nào mà nước và là sơn nó đều hài hòa với nhau, nó được pha loãng với nhau và nó đạt cái độ mịn nhất định. Và sau đó các bạn sẽ tiến hành là quét một đường thiệt là mịn. Và đôi khi sơn màu acrylic á, các bạn không chỉ sơn có một lớp thôi, các bạn phải sơn tới 3 tới 5 lớp lận, nó mới có thể che hết cái mảng nền đằng sau của nó. Thì cái thời gian khô của acrylic nó cực kỳ nhanh, nó chỉ mất khoảng đâu hả chưa tới 5 phút. Mà còn nếu như mà các bạn có quạt máy và có cái thời tiết là nó nắng á, thì các bạn có thể phơi nắng hoặc là hơ quạt máy, nó sẽ càng khô nhanh hơn nữa. Thậm chí là các bạn có thể lấy máy sấy bật cái chế độ mà nó vừa phải nhất, nó đừng có quá nóng, thì các bạn hơ nó qua một hồi cái là cái gió nó sẽ thổi bay cái lượng nước đi và nó chỉ để lại sơn đã khô ở trên mặt đó thôi, nó sẽ cực kỳ đẹp. Và cây cọ các bạn nhớ là phải rửa thật kỹ bằng nước sau khi sử dụng, bởi vì nếu như các bạn để quên sơn ở trên cây cọ không có rửa cọ đó thì hả sau vài tiếng đồng hồ thôi cái sơn nó đông lại, là các bạn có rửa cỡ nào á, cái sơn một khi nó đông nó không có hòa tan được nữa, nó sẽ giữ cứng như vậy luôn. Rồi, đó là cái video để mà hướng dẫn các bạn pha màu acrylic nó như thế nào. Và nếu như mà các bạn thích cái video này thì hãy like và subscribe kênh YouTube của Wesley Props và hãy like page Facebook của tụi mình.